Xin chào các bạn. Hôm nay thì mình đến ở chợ Hồi ở Thanh Hóa các bạn. Mình sẽ quay cho các bạn xem cuộc sống chợ Hồi của Thanh Hóa nha các bạn. Ở đấy thì thời gian này thì dịch rất là hoành. Người dân thì rất là thận trọng khi đi ra đường, họ thường đeo khẩu trang và mọi cái người ở là về các bạn thì họ rất là để ý. Cái khung hàng này thì ở trên thì họ bán rất là nhiều đồ. Đồ ở đấy thì toàn là đồ rẻ tiền thôi, nhưng mà màu mà thì cũng rất là ok. Rẻ với các bạn. Đây là những cái cạc hàng đồ á các bạn này. Bây giờ thì mình xuống ở dưới cái chỗ hàng rau á các bạn. Khi đặt chân ở chỗ Hồi thì diện tích ở mặt bằng ở đấy rất là rộng nhé. Ở đấy là cái hàng thuốc nam. Các bạn biết rằng mình là dân xứ Nghệ á, người miền Trung. Khi mà ở miền Bắc đấy thì cái ngôn ngữ của mình, cái giọng của miền Trung của mình á, thì khi mà nói ra thì họ vẫn dè dặt trong cái mùa dịch này. Vì mình về đấy thì bế tắc không có vào được á, thì cái ngôn ngữ của mình khi mà cứ nói dòng Nghệ An ở đấy á, thì họ rất là é dè các bạn. Họ cứ nghĩ là mình ở trong Nghệ An là đang có dịch mà, họ đâu có biết mình về được đấy lâu đâu. Nên là đi đâu cũng phải bịt khẩu trang và khai báo với họ là mình về trước cái dịch chưa đến á. Sầu riêng này thì ở miền Nam về các bạn này. Còn ở trên này thì hàng thịt. Cái chợ này thì lớn hơn các cái chợ khác các bạn. Như ở chợ Trối, chỗ mình ở thì nhỏ thôi, đi một vòng là hết. Còn ở đấy thì thấy là rộng lắm. Ở đấy là cả vịt tép này. Ở đấy là tép khô các bạn. Ở đấy là cái hang rau củ quả đấy. Bây giờ mình sẽ lúc đấy mình sẽ đi chợ luôn. Chị bán cho em một quả khó mấy chị.
Dạ. Chị bán cho em 4 củ khoai tây. Cuộc sống ở quê trong mùa dịch này thì buôn bán cũng rất là khó khăn các bạn. Nhiều người dân đã bỏ xứ để đi vào miền Nam để kiếm sống á. Các tỉnh phía Nam về về phía Bắc để kiếm sống nhờ vào cái nguồn thu của họ thì người nhà ở đấy thì mấy chị? Dạ. Người nhà ở nhà thì chơ những cái khoản tiền đó. Nhưng mà dư mua dịch về rồi trong phía Nam thì chết rất là nhiều á, và họ khoanh vùng không cho là ra ngoài để đi kiếm việc làm á, thì cuộc sống rất là khó khăn, nên là những cái nguồn thu không có thì đi chờ ở đấy cũng rất là khó khăn các bạn. Có nhiều người ngồi cả ngày thì cũng không bán được á. Chị ơi, ở đấy thì bán cả ngày hay là chỉ bán mấy ngày thôi ạ? 10 giờ là về hả? Còn chiều có bán nướng gì? Chiều không bán nữa. Chiều lên chiều núi hả? Đấy các bạn thì cái khống viên rất là rộng này, nhưng mà hôm nay thì dịch thì họ cũng thưa dân thôi. Khách hàng người bán thì rất là nhiều này, còn người mua thì rất là ít. Ở đấy thì họ bán những cái đồ mà bỏ xuống ấy các bạn này, rất là nhiều. Trời ơi. Ở cái lối đằng sau này thì họ trưng bày những cái đồ các bạn, đồ ở đấy thì rất là rẻ nhá, 20 ngàn một cái. Đồ đấy là đồ nhựa các bạn, rất là rẻ mà lại đẹp nữa chứ. Ở trên này thì là hàng phố. Dạ không ạ. Các bạn biết không, buổi nay thì mình đi chợ hơi muộn rồi. Thì cũng họ về bớt hết rồi thì nhưng nó thì cũng rảnh, cũng thưa người thôi.
Ở đấy các bạn, mình đi ra đường, mình họ đi kiểm dịch lúc này thì rất là gắt gáo các bạn. Họ kể là họ chụp luôn, họ hỏi giấy tờ tùy thân nè, họ hỏi từ đâu đến nè, rồi họ lại hỏi là về từ bao lâu nè. Nhất là người miền Trung như mình, cái giọng nói thì nó khác là một cái là họ để ý mình ngay. Nhưng mà mình thì đã để ý rồi thì mình sẽ khai báo là mình ở đoàn đó đoàn kia đấy, địa chỉ đó, và đọc cái trạm y tế của đó, rồi cái số điện thoại của họ thì họ sẽ liên lạc đến cái trạm y tế đó, thì mình sẽ có tên của mình ở đó rồi thì cũng sẽ là yên tâm hơn. Đó. Còn cái đoàn này thì ăn bánh kẹo á các bạn, ở đấy thì bánh kẹo họ đổ tơ lứa ở đấy, họ để họ bán đấy, không phải như kiểu là chỗ như mình có tiệm đang hoang tử tế để đó, họ ráo bán. Còn cái ngày mà không có phiên chợ thì họ sẽ đưa về bán ở nhà, hoặc đi rồi đến các cái chợ khác họ bán. Nhưng mà mình nghe nói cái chợ hồi này thì đứng thứ hai ở cái chợ Quảng Sương. Cái chợ này nó rộng hơn chợ Quảng Sương. Nhưng mà cái chợ Quảng Sương thì nó sạch sẽ hơn. Nó thấy nó bán bài bản hơn và đủ các cái đồ hàng tươi. Còn ở đấy thì chợ Ngôi Xổm giống như chợ Ngôi Xổm á các bạn. Các bạn ơi, bây giờ thì mình muốn ăn chè lắm rồi. Mình thấy họ ăn chè thì con có cả đen dâu với các bạn này. Đây có đen dâu này này. Thì mình rất là sợ họ để ý mình. Vì là họ sẽ để ý mình ấy các bạn. Thế mình sẽ mua về. Ai ra. Em chào chị. Chị bán cho em một ly mang về được không ạ? Được. Dạ. Nếu mà đem về thì được, mang về máy. Dạ. Ô. Em hai cốc gì đó, hai cốc ăn. Ăn luôn đó. Dưới á. Cầm đi về đó. À rồi. Đấy là chè đậu đen, chè đậu xanh. Ăn là đem về để mà đâm. Nhìn ngon ha chị. Cô có bỏ đá không cô? Chị hôm nay mua dịch đấy thì chờ vẫn vãng khách chị ha. Nhà. Một thế. Một thế hả? Dạ, mình nhẹ mạnh thế. Có đá không? Dạ có ạ. Bò riêng được không hả cô? Bò riêng cũng được. Dạ, bò riêng thì có ha. Đi à, nha quả xá. Bao nhiêu hả cô? Có 5.000 đấy mà. Ôi, rẻ vậy hả? Ở đây em rỉa rỉa đó. Quê em rỉa. Thật chất luôn. Chứ không có thông đá của đó. À không, mà mình lấy đi. Các bạn, ở đây thì nhìn rất là ngon đấy các bạn. Một ly chè các bạn này. Ủa, đáng với cô. Ở đây một ly chè đấy các bạn. 5.000 nè.
Một ly chè nặng ngàn đó các bạn. Bữa nay cái nồi nó bị cháy đấy mà. Cháy đó, ấn đặc quá. Đổ nhiều nước cho nó. Đổ nhiều nước làm gì mà.